Music và anh Ngọc đã tạo ra một trận đấu công hiến với rất nhiều bàn thắng và kết quả chung cuộc là 4-0. Cú tấn công dành cho Music này là cánh trái. Vẫn là cú căng vào phạm Việt Tân thôi. Người đã có một tình huống can thiệp kịp thời, đó là Nông Dân. Đánh đầu. Bóng treo xa ngang. Người đang tạo ra những hội nguy hiểm, đó là các cầu thủ của Music với những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Bóng vẫn còn, rất điểm ngay. Đứng ra chân rất nhanh của Chính Trần. Tuân Bông với những sút xa vẫn đang là cơ hội. Quá người hiệp cọc, một công tuyệt vời tái khắc hiệp. Huống xử lý vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả và chính xác tối đa đến từ cầu thủ mang áo số 83 bên phía cầu thủ Music và mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi, xuất phát từ một tình huống sút hụt của Cường Kante. Anh có cảm nhận gì về trận derby Phú Quý Hà Nội ngày hôm nay ạ? Trận đấu ngày hôm nay một trận đấu rất hay, với hai đối thủ là FC Music và FC Anh Ngọc. Hai đội đều những đội bóng có truyền thống và thi đấu với nhau rất là lâu rồi. Một trận đấu nào của hai đội thì cũng diễn ra rất là quyết liệt, gọi là quá lửa. Ngay hiệp 1 thì FC Music trong trận đấu hiệp 1 rất là hay. Chúng ta đã dẫn trước 2-0 mà rất đáng tiếc là hiệp 2 thì mình bị thua vào hai tình huống cố định. Rất đáng tiếc trận đấu hòa ngày hôm nay. Em thấy trận đấu này anh chạy 90 phút có nghĩa là cái ngày Valentine vừa rồi là sức khỏe của anh rất là ổn định đúng không ạ? Thì thực tế là mình với thực tế tôi là mới khai xuân sân 11 cùng FC Music. Thì cũng cố gắng vào sân cứ chạy thôi, cứ vào sân hết mình thôi. Anh thế có câu hỏi gì cho anh? Sau 90 phút thì toàn thể anh em FC Music đã bầu bạn Tuấn Bống làm cầu thủ xuất sắc nhất trận. Thì sau 90 phút được gọi là thành công thì có một vài tình huống cuối trận thì bạn có ý kiến gì về quả phạm lỗi của mình không ạ? Tình huống rất đáng tiếc là cái tình huống phạm lỗi của mình đã dẫn đến bàn thua. Quả bóng tiền vệ bên anh Ngọc quạt quả bóng khá hay. Cho cả anh Đông và mình thì ngay trước vòng cấm rồi thì theo phản xạ là mình phạm lỗi rồi. Không nghĩ là người ta đá quả phạt hay quá. Cái bàn thắng đấy thì theo anh thì có ảnh hưởng gì tới cái ngày Valentine vừa rồi không ạ? Chẳng liên quan đến Valentine cả. À. Anh có gửi cái lời gì tới khán giả cho trận đấu ngày hôm nay không? Rất là cảm ơn gần 1.000 khán giả đã cổ vũ cho trận đấu ngày hôm nay. Thi đấu trên sân rất là khí thế. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn chúc mừng cầu thủ xuất sắc nhất trận và chúc mừng FC Music. Rất tiếc chúng ta hôm nay có một trận hòa. Thật là tiếc. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.